Ngay sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo về những nhiệm vụ cụ thể cần tập trung triển khai, thay mặt chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã trình bày báo cáo của chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành các luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết, năm 2023, Chính phủ đã thông qua 49 đề nghị xây dựng luật, dự án luật, dự thảo nghị quyết, ban hành 93 nghị định, một nghị quyết liên tịch, Thủ tướng chính phủ ban hành 33 quyết định quy phạm pháp luật. Để có kết quả này, Thủ tướng chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để trình đúng tiến độ, tập trung đề xuất giải quyết các vấn đề khó phức tạp. Về tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, ngay sau khi kết thúc hai kỳ họp trên, các bộ cơ quan ngang bộ đã và đang nhanh chóng triển khai xây dựng, soạn thảo 56 văn bản dưới luật với quyết tâm cao nhằm bảo đảm về tiến độ và chất lượng. Nêu một số khó khăn trong quá trình triển khai thi hành luật, nghị quyết, Phó Thủ tướng nhận định nguồn lực đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật còn nhiều hạn chế. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, không quy định trong luật, giao xuống chính phủ thủ tướng chính phủ để quy định chi tiết dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức soạn thảo và ban hành nguồn lực đảm bảo cho công tác thi hành pháp luật còn nhiều hạn chế cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật triển khai thi hành pháp luật cán bộ pháp chế còn thiếu về số lượng kiêm nhiệm nhiều công việc kinh phí dành cho công tác xây dựng pháp luật còn hạn chế chưa tương xứng với khối lượng công việc phải thực hiện trong công tác xây dựng và triển khai thi hành pháp luật dù còn khó khăn như vậy, nhưng Phó Thủ tướng khẳng định trong thời gian tới, chính phủ sẽ tập trung nguồn lực để nâng cao hiệu lực triển khai các luật, nghị quyết mới được ban hành, đặc biệt tăng cường thanh tra xử nghiêm tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong thi hành pháp luật. Thực hiện đồng thời các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thi hành luật nghị quyết, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn cương quyết xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm cục bộ trong thi hành pháp luật quan tâm bố trí hợp lý các nguồn lực tài chính cơ sở vật chất tổ chức bộ máy biên chế và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thi hành luật nghị quyết đảm bảo hiệu quả tiết kiệm bên cạnh đó chính phủ sẽ đẩy mạnh việc phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể phó thủ tướng cũng cho biết một số địa phương đã và đang nghiên cứu để ban hành văn bản riêng phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở ban ngành hữu quan để triển khai thực hiện luật sâu rộng đến nhân dân tại cơ sở